giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói, lâu nay ta vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một góc. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi sẽ đến con núi buồn say cá lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Rồi tôi